Các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua thì tôi đã thực hiện video clip nói về cơn bão cytokine trên bệnh nhân COVID-19, đặc biệt là bệnh nhân nặng mà có tình trạng viêm phổi và suy đa phủ tạng. Sau khi mà tôi trình bày hiện tượng cơn bão cytokine với video clip vừa rồi thì quý vị đã cho những cái phản hồi rất là tích cực. Tôi rất là vui khi nhận được những lời cảm ơn của quý vị khi quý vị thấy thú vị và hiểu được cơn bão cytokine theo cách đơn giản nhất. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì sau khi mà nghe cái cơn bão cytokine ở trên bệnh nhân COVID-19 thì quý vị lại nảy ra một cái thắc mắc, một câu hỏi mà khiến tôi ngày hôm nay phải làm video clip này. Đó là có khi nào tiêm vaccine COVID-19 xong thì lại xảy ra cơn bão cytokine hay không? Một câu hỏi rất là hay. Thật ra đó, quý vị biết tại sao có một số bạn đặt câu hỏi như vậy không? Bởi vì khi mà chúng ta lập một cái so sánh giữa một cái người bệnh nhân COVID-19, nhiễm COVID đó, bị viêm phổi và một cái người đi tiêm vaccine COVID-19 thì chúng ta sẽ thấy có những gì trùng khớp với nhau khiến một số bạn phải đặt câu hỏi là có khi nào tiêm vaccine COVID-19 xong lại xảy ra cơn bão cytokine hay là không? Chúng ta cùng so sánh nhé, giữa một bệnh nhân COVID viêm phổi nặng có cơn bão cytokine và một cái người mà tiêm vaccine COVID-19 thì quý vị thấy đối với cái bệnh nhân COVID mà viêm phổi nặng thì bị nhiễm SARS-CoV-2 thật sự. Đó là con SARS-CoV-2 đã xâm nhập vào đường hô hấp trên xuống phổi và gây viêm phổi và diễn tiến nặng có thể dẫn đến cơn bão cytokine. Còn cái người mà tiêm vaccine COVID-19 á, thì quý vị thấy rồi, chúng ta thấy những người mà tiêm vaccine COVID-19 nghĩa là tiêm cái vaccine có virus bất hoạt vào trong cơ thể của mình, vào cái bắp tay của mình, hoặc là tiêm vaccine có những cái cộng mRNA vào trong cơ thể mình, hoặc là tiêm vaccine có cái virus vector lao vào trong tế bào cơ thể của mình. Và dù cho thế nào đi nữa thì những cái vaccine COVID-19 chúng ta tiêm vào cơ thể hoặc là chúng ta nhìn thấy cái con COVID-2 đã được bất hoạt mang cái hình dạng của COVID-2 hoặc là những cái mRNA hoặc là virus vector là những cái tác nhân mà khiến cho tế bào ở trong cơ thể chúng ta thay đổi bề mặt, mọc ra gai để giúp cho cơ thể chúng ta nhận dạng những tế bào có gai tương tự như SARS-CoV-2. Như vậy, một số bạn đã thấy rằng nếu như là bệnh nhân COVID bị viêm phổi mà bị cơn bão cytokine là bị nhiễm con SARS-CoV-2, rồi bây giờ chúng ta tiêm cái vaccine COVID-19 thì cũng có những cái cấu trúc mà khiến cho cơ thể chúng ta tạo ra những cái tế bào mà thay đổi bề mặt cũng giống như SARS-CoV-2. Thì như vậy bên đây có tạo ra cái cơn bão cytokine hay không? Một câu hỏi rất là hợp lý. Một cái hợp lý thứ hai nữa là khi mà quý vị tiêm cái vaccine COVID-19 thì quý vị thấy cái động tác tiêm vaccine COVID-19 vào ở trong bắp tay chúng ta thì nó cũng kích hoạt hệ miễn dịch. Quý vị nghe nói mục đích chúng ta tiêm là tạo ra kháng thể mà. Như vậy kích hoạt hệ miễn dịch nè, rồi cũng huy động bạch cầu tới cái vùng mà tiêm chích nè, cũng có cái hiện tượng thực bào để ăn đi những cái tế bào gai biến đổi bề mặt mà sau khi đã tạo ra kháng thể rồi, và sau đó cũng có hiện tượng tạo kháng thể. Như vậy tất cả những cái hiện tượng xảy ra sau khi chúng ta tiêm vaccine COVID-19 nó cũng tương tự như là những cái thay đổi ở trong cơ thể chúng ta khi có một hiện tượng viêm phổi do SARS-CoV-2 xâm nhập vào phổi. Kích hoạt hệ miễn dịch, huy động bạch cầu, có hiện tượng thực bào và tạo kháng thể. Như vậy thì quá hợp lý để quý vị đặt câu hỏi là có xảy ra cơn bão cytokine hay không khi chúng ta tiêm vaccine COVID-19. Đặc biệt các bạn còn nhấn mạnh là tiêm đến 2 mũi lận, như vậy 2 mũi bôi vào có tăng thêm cái nguy cơ xảy ra cơn bão cytokine hay không. Muốn biết có cơn bão cytokine xảy ra ở những người tiêm vaccine COVID-19 hay không thì điều đầu tiên chúng ta phải làm rõ với nhau đó là sau khi tiêm vaccine COVID-19 thì có xuất hiện cytokine hay là không đã. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và phân tích quý vị nhé.
Đây là một cái hình cho chúng ta thấy cái động tác mà tiêm vaccine, vaccine COVID-19, mà khi mà bạn đi tiêm ngừa mũi thứ nhất cũng như mũi thứ hai. Nhân viên y tế sẽ dùng một cái ống tiêm, một cái bơm tiêm, ở trong đó có chứa vaccine COVID-19 với một cái kim nhỏ hơi dài, và sẽ tiêm vào vuông góc với cái cơ delta nằm ở chỗ cái bắp tay của chúng ta, ngay chỗ vai quý vị ha. Đây là một cái cơ delta mà quý vị khi mà sờ vào cái bắp tay ở vai chúng ta sẽ nhận ra được cái cơ delta này. Thì quý vị có thể nhìn trên hình, đây là cái cơ delta, và đây là một cái cơ mà có khối lượng cơ nhiều, nên người ta sẽ chọn cái cơ này để tiêm cái mũi tiêm, cái kim đâm vào cái cơ này để bơm cái vaccine vào trong lòng cái khối cơ này. Từ đó thì có thể có xảy ra những cái thay đổi và tạo ra kháng thể trong cơ thể chúng ta. Và nhân viên y tế sẽ dùng cái hai ngón tay ở tay phía bên kia bóp cái cơ lên để nhô lên, và sẽ tiêm cái mũi kim vào cái phần cơ mà nhô lên để một cách dễ dàng hơn. Và cái động tác này nhanh lắm, đôi khi quý vị cũng không có nhận ra đâu nha. Và cơ delta thì chúng ta nhìn thẳng này, nó có một cái hình như thế này ngay chỗ bên bắp tay này, ngay chỗ vai của chúng ta. Và vì nó có hình tam giác đáy ở trên, cái mũi nhọn ở dưới nó giống như là cái dấu hiệu delta mà chúng ta ghi, nên gọi là cơ delta. Và khi nhìn nghi thì chúng ta thấy cái phần nhô ra như thế này. Đây là cái động tác, quý vị có thể nhìn lên, đây cái động tác tiêm vaccine vào cái cơ delta, vaccine COVID-19. Rồi, khi chúng ta tiêm vaccine COVID-19 vào trong bắp tay chúng ta thì hiện tượng gì xảy ra? Quý vị nhìn thấy ha, đây là cái cơ delta này, đây là cái bắp tay của chúng ta, ngay chỗ vai chúng ta ha. Chúng ta sẽ tiêm cái mũi tiêm vaccine COVID-19 vào chỗ này. Đây, vaccine COVID-19 vào, và chúng ta sẽ xem hiện tượng gì xảy ra. Chúng tôi sẽ phóng to lên để quý vị nhìn thấy dễ dàng hơn. Cái mũi tên màu trắng quý vị nhìn thấy có ghi chữ vaccine COVID-19, đó là cái mũi kim sẽ đưa cái vaccine COVID-19 vào. Thì cái vaccine COVID-19 quý vị sẽ thấy sẽ tùy theo loại vaccine mà thành phần trong đó khác nhau. Nói chung là có những thành phần chính và thành phần phụ. Thành phần chính có thể là virus bất hoạt này, hoặc là vector virus này, hoặc là những cái cộng mRNA được nano hóa trong những cái túi. Bên cạnh đó thì quý vị sẽ nhìn thấy những cái hạt màu lục giác màu vàng này, rồi những cái tam giác màu xanh, đó là chúng tôi muốn biểu tượng cho những cái thành phần khác nằm ở trong cái vaccine. Và đây là những cái thành phần dinh dưỡng, có thể là đường nè và những chất dinh dưỡng khác, để có thể duy trì được cái dung dịch có chứa vaccine COVID-19 ở trong đó nha. Và như vậy khi chúng ta tiêm một cái mũi kim vaccine COVID-19 đưa vào trong cái bắp tay chúng ta thì quý vị thấy đó là những cái thành phần, những cái phần tử màu xanh, màu vàng, màu xanh lá, hoặc là những con virus bất hoạt. Ở đây chúng tôi ký hiệu là những cái con, quý vị thấy virus mà giống như SARS-CoV-2, hình tròn có cầu gai, nhưng chúng tôi để cái dấu thập ở chính giữa, chứng tỏ đây là những con virus bất hoạt. Hoặc là những cái cộng mRNA đi vào tế bào của cơ thể chúng ta và đã điều khiển tế bào ở trong cơ thể chúng ta thay đổi cái bề mặt tạo ra gai, và đó là tế bào cơ thể chúng ta có những cái gai giống như SARS-CoV-2 chứ không phải là virus gây bệnh ha quý vị ha. Và đây chứng tỏ là nhiều cái thành phần đã chui vào trong cái bắp tay của chúng ta. Và khi mà những cái thành phần của vaccine COVID-19 chui vào bắp tay của cơ thể chúng ta thì chuyện gì xảy ra? Quý vị sẽ thấy vì mũi kim đâm vào gây xây xát một chút xíu ở bắp tay chúng ta, đồng thời là chúng ta thấy có những cái thành phần, những cái phần tử lạ đi vào cơ thể chúng ta thì lập tức sẽ xuất hiện gì quý vị? Xuất hiện thứ nhất đó là những con bạch cầu. Những con bạch cầu này sẽ đến những cái cấu trúc lạ này, và có cả lympho B, lympho T, những cái loại bạch cầu khác nhau, và bắt đầu tạo ra kháng thể. Kháng thể này sẽ đặc hiệu cho những cái con SARS-CoV-2, bởi vì nó đang dựa trên việc tạo ra kháng thể khớp với những cái con virus bất hoạt,
hoặc là những tế bào đã được thay đổi bề mặt có gai mọc ra giống như sars cov 2 nha. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy có hiện tượng thực bào ha. Hiện tượng thực bào này làm gì quý vị? Quý vị thắc mắc là khi mà cái cộng mRNA hoặc là virus vector tạo được cái thay đổi bề mặt ở trên tế bào trong cơ thể chúng ta để giúp hệ miễn dịch nhận diện và tạo ra kháng thể, thì sau đó những cái quả cầu gai tế bào có gai mọc ở bề mặt đi đâu? Thì những cái con bạch cầu sẽ đi ăn thịt những cái tế bào mọc gai đó và không còn tồn tại nữa. Thành ra quý vị không lo nó tồn tại trong cơ thể chúng ta để làm cái gì cả và gây ra hại gì, thì những con thực bào sẽ dọn dẹp những cái tế bào mà thay đổi bề mặt có những cái gai như vậy ha. Sau khi đã tạo kháng thể, chúng ta đạt được mục đích rồi, thì những tế bào đó không còn giá trị nữa. Những con tế bào bạch cầu này sẽ đi thực bào, nghĩa là ăn thịt những cái tế bào đó và xem như rác, bỏ đi ha. Như vậy, khi mà chúng ta tiêm một mũi COVID-19 vaccine thì chúng ta sẽ thấy có một cái tác nhân lạ đi vào bắp tay cơ Delta của chúng ta, đó là những cái phần tử ở trong vaccine, hoặc là mRNA, hoặc là virus bất hoạt, hoặc là virus vector ha, để khiến cho hệ miễn dịch tạo được kháng thể cần thiết cho chúng ta. Nhưng nói gì nói thì những thành phần này xâm nhập vào cơ thể chúng ta thì bạch cầu sẽ xuất hiện, xem như đó một cái vật lạ ha, ngoại vật đi vào cơ thể chúng ta và có hiện tượng thực bào, có hiện tượng tạo kháng thể ha. Và sau đó thì có hiện tượng tạo ra cytokine, quý vị. Chúng ta nhìn đây, chúng ta thấy cũng sẽ có cytokine, bởi vì khi có một cái hiện tượng gì xâm nhập vào cơ thể chúng ta với những cái vật lạ thì cơ thể chúng ta sẽ có hiện tượng thực bào, kháng thể, và trong quá trình đó thì con bạch cầu cũng tạo ra và giải phóng ra cytokine. Và quý vị sẽ thấy đây là những cái hạt màu vàng, màu hồng, và nó cũng sẽ kêu gọi những con bạch cầu khác ở trong hệ miễn dịch tăng cường đến đây nếu như nó thấy rằng ở đây có nhiều những cái vật lạ. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy như thế này, vì cái thể tích của cái ống tiêm vaccine của chúng ta chỉ có một cái thể tích nhất định và ít thôi, nên các nhà sản xuất đã tính toán bao nhiêu là vừa để có thể cơ thể chúng ta sẽ huy động bao nhiêu bạch cầu tương ứng. Và từ đó, những cái hạt cytokine được phóng thích ra đợt một, nó thấy rằng như vậy chỉ huy động thêm một vài con bạch cầu nó là đủ, chứ không cần ồ ạt tới. Như vậy chúng ta xác định là khi tiêm vaccine COVID-19 vào bắp tay chúng ta thì có xuất hiện cytokine và xuất hiện cytokine này có gây ra cơn bão cytokine hay không, đó là câu hỏi của quý vị. Thì bây giờ để muốn biết được khi mà chúng ta tiêm vaccine COVID-19 vào có xuất hiện cơn bão, xảy ra cái cơn bão cytokine hay không, thì chúng ta cùng quay lại một cái hình ảnh và cái cơ chế của cái cơn bão cytokine trên bệnh nhân COVID-19 mà thường hay gặp ở những bệnh nhân nặng, nguy kịch nằm ở khu sơ sót đặc biệt ICU và đặc biệt là có tình trạng viêm phổi nặng. Quý vị sẽ nhìn thấy đây, đây là một cái tượng trưng cho một cái phổi của bệnh nhân COVID-19 bị viêm phổi rất là nặng, bị tấn công bởi SARS-CoV-2. Và khi có tình trạng viêm phổi nặng như thế này thì chuyện gì xảy ra quý vị? Những con bạch cầu sẽ ồ ạt đến đây để chiến đấu với SARS-CoV-2, đồng thời nó sẽ phóng thích ra cytokine, và cytokine lại quay lại kêu gọi bạch cầu đợt 2, đợt 3, đợt 4 tập trung đến đây tăng cường để diệt cái con SARS-CoV-2. Và những cái con bạch cầu mà đợt 2, đợt 3, đợt 4 tới lại tiếp tục giải phóng ra cytokine, và điều đó gây ra cơn bão cytokine. Cơn bão cytokine thì quý vị thấy rồi và tôi cũng trình bày rồi, đó là hiện tượng cytokine và bạch cầu ồ ạt ngập ngụa ở trong phổi, và lúc đó hai cái thành phần này chen chân nhau và bắt đầu mù quáng, không nhận định được đâu là mô lành, đâu là mô bệnh, đâu là giặc, đâu là tà. Thế là những con bạch cầu và cytokine tấn công cả mô lành chứ không phải là tấn công vào mô bệnh không nha. Và kết quả là gì quý vị? Đó là tổn thương đa cơ quan chứ không phải chỉ đơn thuần là một cái suy hô hấp, viêm phổi, tràn dịch màng phổi, và bệnh nhân sẽ tử vong ở trong một cái bệnh cảnh là suy đa cơ quan, suy hô hấp. Như vậy thì chúng ta vừa quay trở lại cái cơn bão cytokine ở một bệnh nhân COVID-19 bị viêm phổi. Chúng ta thấy cái chuyện nó không phải đơn giản đâu, không phải bệnh nhân bị COVID nào cũng bị rồi bệnh nhân viêm phổi nào cũng bị, mà vừa COVID nào vừa bị phổi nặng nè, và chỉ một số trong số đó mới xảy ra cơn bão cytokine thôi. Thế bây giờ quý vị đặt câu hỏi là
những người mà tiêm vaccine COVID-19, tiêm 2 mũi, quý vị sợ rằng sẽ ra cơn bão cytokine, bởi vì chúng ta lặp lại 2 đợt, thì chúng ta thử so sánh quý vị ha. Chúng ta có so sánh thứ nhất là giữa bệnh nhân COVID-19 bị viêm phổi nặng có cơn bão cytokine với cái người mà tiêm vaccine COVID-19, thì chúng ta thấy như thế nào quý vị? Ở bệnh nhân mà COVID viêm phổi nặng thì là có tình trạng nhiễm SARS-CoV-2 là virus thật sự nha. Virus thật sự nha. Còn đối với cái người mà tiêm vaccine COVID-19 thì có phải là virus thật sự không bạn? Hoàn toàn không phải. Đây chỉ là virus bất hoạt mà thôi. Đây chỉ là virus bất hoạt mà thôi. Hoặc nếu chúng ta tiêm những cái vaccine mà mRNA thì đây chỉ là những cọng mRNA chứ không phải là con virus SARS-CoV-2 giống như bệnh nhân COVID. Còn nếu chúng ta tiêm vaccine mà kiểu vector virus thì lại chứa những con adenovirus có mang một cái cộng gen ở trong đó thôi, chứ không phải là virus SARS-CoV-2. Như vậy chúng ta thấy nếu cái người mà tiêm cái vaccine COVID-19 hoàn toàn không có, chúng ta không đưa cái SARS-CoV-2 thật sự đi vào trong cơ thể chúng ta. Chúng ta chỉ đưa những thành phần để làm gì quý vị? Là thay đổi hình dạng bề mặt của các tế bào trong cơ thể chúng ta, từ đó kích thích và nhử hệ miễn dịch chúng ta tạo ra kháng thể. Như vậy, một đàn bệnh nhân COVID-19 thật sự là bị nhiễm con SARS-CoV-2 virus thật sự. Còn khi mà cái người mà tiêm vaccine COVID-19 hoàn toàn không có bị nhiễm một cái con SARS-CoV-2 nào hết, mà chỉ nhận những thành phần ở trong vaccine như là mồi để nhử hệ miễn dịch chúng ta tạo ra cái kháng thể mà thôi. Và đây là những thành phần không hề gây bệnh và rất là an toàn. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta so sánh. Cái điều so sánh thứ hai là chúng ta thấy ở bệnh nhân COVID mà viêm phổi mà xảy ra cơn bão cytokine là thật sự SARS-CoV-2 gây viêm nhiễm ở phổi hoặc một số cơ quan khác và có thể kèm theo cả nhiễm trùng quý vị. Những bệnh nhân nặng nằm ở trong bệnh viện và nếu không may bị nhiễm trùng bệnh viện hoặc là sức đề kháng kém, nhiễm thêm, bộ nhiễm thêm vi trùng. Như vậy cái hiện tượng viêm này không phải chỉ do virus SARS-CoV-2 mà còn có thêm những cái con vi trùng bộ nhiễm vào ở trên một cơ thể đặc biệt tổn thương. Còn đối với người tiêm vaccine COVID-19 có nhiễm gì không quý vị? Hoàn toàn không nhiễm nha. Vô khuẩn mà, chúng ta tiêm cây kim đó quý vị, nhớ là cây kim mà chúng ta tiêm vaccine vào vô khuẩn rất là sạch, được khử trùng và bao bọc trong một cái bao tiêm riêng đàng hoàng, mỗi người một cây kim đó là vô khuẩn Điều thứ hai nữa là các thành phần ở trong vaccine là những phần tử không hề gây bệnh, rất an toàn. Thành ra quý vị yên tâm, chúng ta đưa vào trong cái bắp tay chúng ta, chỗ cơ delta, những phần tử chỉ có nhiệm vụ kích thích hệ miễn dịch, nhử hệ miễn dịch chúng ta tạo ra kháng thể mà thôi, chứ hoàn toàn không có những cái thành phần gây bệnh bất ổn ở trong đó. Đó là điều so sánh thứ hai để chúng ta yên tâm. Cái so sánh thứ ba là chúng ta thấy ở trên bệnh nhân mà COVID và viêm phổi mà xảy ra cơn bão cytokine thì cái mức độ sang thương trầm trọng và có sự xâm hại của SARS-CoV-2 tại phổi, và chúng ta thấy viêm phổi nặng có thể có những đốm như vậy có viêm phổi thùy hoặc là có tràn nước màng phổi v.v. và có thể kèm theo bộ nhiễm. Còn cái người mà tiêm vaccine COVID-19 thì quý vị thấy rồi sang thương không đáng kể ở một cái tim, cái mũi kim tiêm nó nhỏ tí tẹo Nhiều khi quý vị thấy quý vị đi tiêm, các cô mà nhân viên y tế tiêm quý vị xong quý vị còn không hay nữa, rút kim ra quý vị cũng không biết nữa. Rồi nhiều người còn ngờ và không biết tiêm như mình chưa hay là sót chưa tiêm. Nghĩa là cái mũi kim nó quá nhỏ, nó quá mạnh và tiêm gọn, bơm nhanh và rút nhanh. Quý vị thấy cái sang thương như vậy không đáng kể, rất là nhỏ vì cái kim nó nhỏ và sắc bén và hoàn toàn không xâm hại gì cả, và cái thành phần ở trong vaccine chúng ta không phải là những con virus gây bệnh. Thành ra là cái độ mà xâm hại giữa cái bệnh nhân COVID bị viêm phổi có cơn bão cytokine là bị xâm hại bởi hàng loạt những cái con SARS-CoV-2 rất là hung hăng. Còn ở đây chúng ta không có một cái con SARS-CoV-2 nào cả, và cái mũi kim chúng ta cũng rất là nhỏ và gọn. Nó còn thua cả cây đinh, thua cả cái dầm mà chúng tôi đã kể chuyện quý vị lần trước. Như vậy, ở đây chúng ta gần như không có một sự xâm hại nào cả. Như vậy thì chúng ta
cùng so sánh giữa hai cái đối tượng, một cái bệnh nhân mà bị nhiễm SARS-CoV-2, bệnh nhân COVID bị viêm phổi thì chúng ta thấy quá nặng nề thì sẽ cơ bản cytokine, còn cái người tiêm này có bị gì đâu quý vị ha. Cho dù là hai lần tiêm mà mỗi lần tiêm độc lập, cách xa khoảng thời gian của nhau và hoàn toàn không xâm hại gì cả, và những thành phần xâm nhập vào đây chỉ là những thành phần kích thích và nhưỡng hệ miễn dịch tạo ra kháng thể mà thôi ha. Như vậy thì quý vị sẽ thắc mắc là khi nào thì xảy ra cơn bão cytokine? Nhiều quý vị cứ sợ là tiêm vaccine xong hoặc là bị cái gì đó ho ho, viêm phổi nhẹ nhẹ, F0 vừa có thấy đau đau ngực là không biết có xảy ra cơn bão cytokine hay không. Thì khi nào xảy ra cơn bão cytokine không phải dễ đâu quý vị. Quý vị thấy rồi đó, tôi đã nói rồi. 100 người bị nhiễm COVID thì 80 người nhẹ và lành bệnh tự nhiên. 20 người có thể chuyển biến, trong đó có 15 người có thể chuyển nặng và 5 người có thể chuyển nguy kịch. Và những người chuyển nguy kịch này phải đưa vào cái khu sơ sốc đặc biệt. Thì trong 5 người chuyển nguy kịch này, 5% này, thì người ta thấy là có tầm 60-70% của cái năm đó thôi. Nghĩa là chúng ta nhân ra khoảng 3-3.5% là có thể có cơn bão cytokine. Mà cơn bão cytokine này không phải tất cả đều nặng và tử vong, chỉ có một số trường hợp tử vong mà thôi. Như vậy đâu có dễ dàng mà xảy ra cơn bão cytokine quý vị nha. Thì chúng ta cần xác định khi nào có cơn bão cytokine xảy ra để quý vị yên tâm nha. Thứ nhất là cái viêm nhiễm phải nặng. Bởi vì chỉ khi viêm nhiễm nặng thì bạch cầu mới ồ ạt tới đó, không kiểm soát ha. Quá hăng hái tới đó nhiều đợt để cho bạch cầu tăng nhiều lên và cytokine được phóng thích nhiều ra. Và nhiều lần như vậy may ra mới xảy ra cơn bão cytokine. Như vậy cái điểm đầu tiên là những bệnh nhân nặng, nguy kịch và có viêm nhiễm nặng ha. Có thể là nhiễm SARS-CoV-2, có thể là nhiễm SARS-CoV-2 cộng với bộ nhiễm vi trùng nữa, nhiễm trùng bệnh viện nữa, thì may ra mới có cơn bão cytokine ha. Còn cái chuyện mà tiêm một cái mũi tiêm nhỏ bé xíu ở bắp tay chúng ta thì ăn thua gì đâu mà sợ cơn bão cytokine. Đó là điều thứ nhất. Điều kiện để có cơn bão cytokine phải là có viêm nhiễm nặng. Cái thứ hai là cơ quan mà bị xâm hại bởi một cái tác nhân gây viêm nhiễm, một cái mầm bệnh, một cái yếu tố mà gây hại cơ thể chúng ta, phải là một cái cơ quan mà có nhiều mạch máu. Thì quý vị thấy thế này, tại sao mà cái người bệnh nhân COVID bị viêm phổi thì dễ xảy ra cơn bão cytokine nếu như viêm phổi nó quá nặng? Bởi vì ở phổi quý vị có quá nhiều mạch máu và cái hệ thống mạch máu ở đó đấy, như kênh rạch nó chằng chịt, động mạch, tĩnh mạch, mao mạch. Vì sao? Bởi vì cơ thể chúng ta sống được ha, toàn bộ cơ thể chúng ta, tất cả cơ quan sống được là phải có cái dưỡng khí. Thì phổi là một cái cơ quan hô hấp để có thể trao đổi dưỡng khí và thải ra những cái khí độc như CO2 và làm tươi mới máu chúng ta, giàu oxy để đem cái máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể chúng ta. Như vậy ở phổi quá nhiều mạch máu. Chính vì nhiều mạch máu nên khi xảy ra hiện tượng viêm nhiễm nặng thì bạch cầu sẽ đi theo hệ thống kinh trạch đó, đi theo những mạch máu đó và thoát mạch đến cái vùng bị tổn thương, đó là phổi mới nhiều. Như vậy vì phổi nhiều mạch máu nên nếu phổi bị viêm nặng thì bạch cầu sẽ đến đó để đánh cái bọn SARS-CoV-2 đang lưu trú và hoành hành ở đó đó. Số lượng bạch cầu nó mới nhiều. Và từ đó thì cytokine mới giải phóng nhiều và thành một cái vòng xoắn mới gây ra cơn bão cytokine. Còn nếu như chúng ta tiêm một cái mũi tiêm, hai mũi tiêm ở bắp tay chúng ta, cơ đen tay cái kim nhỏ xíu, chỗ này có nhiều mạch máu quý vị, đâu ra mạch máu nhiều, chỗ này là cơ, đây là cơ. Và quý vị thấy rút cái kim ra nhiều khi cũng không cần chận cái bông gòn, chúng ta chả thấy chảy máu cả, chúng ta chỉ cần băng keo lại. Nhiều chỗ vội quá tiêm còn không có băng keo nữa, quý vị thấy nó tự cầm máu, cái lỗ quá nhỏ khi cái kim đâm vào. Như vậy ở đây nếu chúng ta tiêm một cái mũi tiêm nó nhỏ tí như vậy thì làm gì có nhiều mạch máu để bạch cầu ồ đến đó mà gây ra cơn bão cytokine. Rồi chưa kể cái bước thứ nhất là viêm nhiễm nặng không có. Như vậy thứ nhất là phải có viêm nhiễm nặng thì may ra mới là cái điều kiện để xảy ra cơn bão cytokine. Thứ hai là viêm nhiễm đã xảy ra cơ quan có nhiều mạch máu, đặc biệt là ở phổi. Cái thứ ba nữa là phải có sự sinh sôi nảy nở của cái mầm bệnh. Quý vị thấy nếu như bệnh nhân COVID-19 bị viêm phổi thì những con SARS-CoV-2 nó tấn công vào phổi từ đường hô hấp trên xuống phổi và nó lưu trú ở đó, và quý vị biết rồi, nó sẽ chui vào trong tế bào,
mỗi một con sars cov hai chui vào tế bào và nó sinh sôi nảy nở cả trăm cả ngàn con, rồi nó lại vỡ tế bào ra, rồi nó lại nhân lên rất là nhiều. Như vậy nếu sars cov hai tấn công vào phổi cũng như là ở vùng hô hấp trên ha, rồi đi xuống dưới thì nó sẽ nhân bản ra, nó sinh sôi nảy nở với một tốc độ chóng mặt. Và số lượng nhiều như vậy thì nó sẽ tấn công phổi, nó đánh sập cái phổi chúng ta. Và khi hệ miễn dịch chúng ta thấy nhiều sars cov hai như vậy thì bắt buộc phải huy động nhiều bạch cầu. Mà nhiều bạch cầu thì tiếp tục lại nhiều cytokine. Nhiều cytokine lại huy động bạch cầu đợt 2, đợt 3, đợt 4 và lại tiếp tục tăng cytokine và có thể xảy ra cơn bão cytokine. Còn nếu chúng ta tiêm cái mũi tiêm vaccine COVID-19 bằng cái kim nhỏ xíu như vậy thưa quý vị, và trong đó có vi trùng, vi khuẩn hay là virus gì quý vị, hoàn toàn không. Đây là những thành phần không gây bệnh nha. Đây là những cái phần tử để giữ cơ thể hệ miễn dịch chúng ta tạo ra kháng thể mà thôi. Còn nếu có nguyên một con virus SARS-CoV-2 thì đây là những con đã bất hoạt, ví dụ như trong Verocell ha, đã bất hoạt và nó không gây bệnh được, nó chỉ hiện diện không ngoan ngoe, không nhúc nhích gì hết, chỉ có cái gai như vậy để cho hệ miễn dịch chúng ta nhìn thấy một cái cầu gai và từ đó tạo ra kháng thể mà thôi. Đó là những cái tác nhân không gây bệnh. Như vậy chúng ta thấy để có một cơn bão cytokine không phải đơn giản, nó phải ít nhất ba yếu tố này. Một, viêm nhiễm nặng. Thứ hai là xảy ra một cái viêm nhiễm ở cơ quan nhiều mạch máu. Và thứ ba là các tác nhân mà gây hại xâm nhập mà gây viêm nhiễm á, phải là một cái tác nhân mà có khả năng sinh sôi nảy nở và tăng sinh cái mầm bệnh lên. Như vậy nếu một bệnh nhân COVID bị nhiễm trùng ở phổi nặng thì chúng ta thấy cả ba yếu tố này đủ hết, nên có thể xảy ra cơn bão cytokine nếu như chúng ta không khống chế được hiện tượng viêm và nhiễm trùng ở phổi. Còn đối với một cái người mà đi tiêm vaccine COVID-19 dù một mũi hai mũi đi chăng nữa thì xin thưa quý vị, ba yếu tố này không có, nên không cách nào có xảy ra cơn bão cytokine cả, nên yên tâm nha. Chính vì vậy nên xin thưa với quý vị là cái mũi kim nhỏ tí ti như thế này nè, nó chỉ đưa những cái phần tử trong vaccine COVID-19 vào những hệ miễn dịch tạo ra kháng thể, và sau những phần tử này trở thành vô nghĩa thì những con bạch cầu trong hệ thống miễn chúng ta sẽ làm như quý vị, xịt nó luôn, dọn rác nó luôn, thủ tiêm nó luôn để trở về một cái trạng thái sạch sẽ ở cái trong cơ thể của chúng ta ha. Như vậy quý vị thấy rằng là cái cơn bão cytokine á, nó xảy ra trên bệnh nhân COVID có một cái nhiễm trùng nặng, đặc biệt ở phổi, nhưng bệnh nhân tiêm vaccine COVID-19 ha, cái người bình thường mà tiêm vaccine COVID-19 một mũi hai mũi hoàn toàn không có xảy ra cơn bão cytokine đâu, quý vị đừng có lo. Thành ra có nhiều người đó quý vị lo rằng là không biết rút cây kim ra, ngồi ở đó theo dõi 30 phút ha, không xảy ra sốc phản vệ, không có cái gì nguy hiểm, đi về có khi nào đang chạy xe trên đường lăn đột ra chết bởi vì là xảy ra cơn bão cytokine hay không? Không, không có chuyện đó đâu, làm gì có cái chuyện đó. Nhiều người đi trên đường đã sợ nha quý vị, về nhà cũng chưa yên tâm, tối đã ngủ xong cái nói có khi nào tối nay mình đang ngủ nó xảy ra cơn bão cytokine cái mình trở tay không kịp, nhập viện không kịp là mình đi luôn hay không? Không, hoàn toàn không xảy ra chuyện đó. Rồi cũng có nhiều người nghĩ là bây giờ đó khi mình tiêm xong bắt đầu nó sưng cái bắp tay, mỏi tay thì đó là hiện tượng viêm hoàn toàn bình thường. Đó là hiện tượng viêm nhẹ sau khi tiêm vaccine COVID-19. Và nó không có nhiễm trùng gì cả. Chỗ này không có nhiễm trùng nặng, không nhiễm trùng luôn, đó là hiện tượng viêm mà thôi nha. Rồi không có nhiều mạch máu, cũng không có mầm bệnh sinh sôi nảy nở, đừng có sợ, đó chỉ là biểu hiện sau khi tiêm mà thôi. Thật ra nhiều quý vị nghĩ rằng thật chết rồi, bây giờ ngày đầu không sao, ngày thứ hai bắt đầu nhức mỏi toàn thân, chỗ bắp tay nhất lên không nổi, có tình trạng viêm. Có khi nào ngày thứ hai bắt đầu đùng một cái đang đi đứng ở trong nhà, ở cơ quan gì đó xảy ra cơn bão cytokine chết hay không? Không có đâu nha, không bao giờ xảy ra chuyện đó. Thật ra quý vị đừng có lo, quý vị cứ nhớ trong đầu tôi là ít nhất phải có ba yếu tố may ra mới xảy cơn bão cytokine. Thành ra thôi, thay vì chúng ta ôm cái mối lo cơn bão cytokine sau khi chúng ta tiêm vaccine COVID-19 thì quý vị hãy tuân thủ đúng. Thứ nhất, tiêm vaccine COVID-19 xong thì chúng ta ở lại cái điểm tiêm đó khoảng 30 phút để làm gì? Để theo dõi những cái biểu hiện bất thường sau khi tiêm nếu có, để cán bộ y tế, nhân viên y tế xử lý kịp thời ha. Rồi, khi chúng ta về nhà thì chúng ta nhớ rằng là cái mũi tiêm thứ nhất chúng ta chưa có được bảo vệ bởi kháng thể sinh ra chưa kịp và chưa đủ, thì chúng ta vẫn phải áp dụng 5K để làm gì? Để chúng ta chờ đến mũi tiêm thứ hai, và chúng ta cũng thực hiện mũi tiêm thứ hai thật là nghiêm túc. Điều quan trọng là như quý vị
là phải đúng cái thời gian quy định và đúng cái loại vaccine quy định theo cái quy định của tiêm vaccine ha. Cùng loại nào tốt nhất, còn nếu mà thiếu vaccine phải tiêm chéo, tiêm loại khác thì chúng ta đúng theo quy định tiêm chéo, đừng sáng chế ra nha. Và cái thời gian chúng ta phải tuân thủ. Nếu mà tiêm sớm quá coi chừng là cơ thể chúng ta mũi 1 chưa tập dượt xong để cho mũi 2 vô vội là không hiệu quả cao đâu nha. Còn tiêm chậm một chút xíu không sao, bởi vì cơ thể chúng ta vẫn được luyện tập tiếp theo để chờ cái buổi diễn tập thứ hai. Thật ra chúng tôi hy vọng rằng quý vị yên tâm và không lo sợ về cơn bão cytokine ở trên người bình thường, không có vấn đề gì hết đi tiêm vaccine COVID-19 ha. Chúng ta đừng lo nữa và chúng ta hãy vui vẻ, bởi vì sao? Chúng ta có một cái thần thái tốt chăm lo sức khỏe chúng ta thì hệ miễn dịch chúng ta sẽ làm việc một cách tối ưu và vaccine của chúng ta tiêm được phát huy một cách tối đa. Chúc quý vị có sức khỏe thật tốt. Và tiếp theo video clip này thì tôi sẽ trình bày một video clip làm cách nào để sau khi mà quý vị tiêm vaccine COVID-19 á, thì kháng thể trong người mình được tăng cao tốt nhất. Quý vị nha. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại.